Hi, chào mừng các em cùng học tiếng Anh với thầy Duy Nguyễn. Tiếng Anh mời French Global. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bài 1A, How do you feel? Các em, sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ học được cách miêu tả cảm xúc của một người. I can describe how people are feeling. Những gì em cần làm trong video này, đó là em sẽ học cách gọi tên nhân vật trong bức ảnh và chỉ ra cảm xúc của họ và lý do tại sao họ lại có cảm xúc đó. Thứ hai, em sẽ quan sát những hình ảnh. Em ghi từ vựng miêu tả cảm xúc và closest meaning với từ vựng đó nếu có. Em ghi transcription của từ. Transcription là phần phiên âm. Em ghi những keywords có trong phần định nghĩa. Như vậy, chúng ta có hai việc cần làm. Thứ nhất, học được cách gọi tên nhân vật. Vì khi vào lớp, mình sẽ nhìn vào tranh để miêu tả cảm xúc của nhân vật. Mình sẽ học những từ vựng để nói về lý do cho cảm xúc đó. Thứ hai, thầy sẽ trình bày cho các em rất nhiều hình ảnh để miêu tả về cảm xúc. Trong những phần trình bày đó sẽ có từ tiếng Anh, từ đồng nghĩa, phiên âm và những keywords để giúp các em nhận dạng trong khi chọn câu trắc nghiệm. Thì các em sẽ quan sát hình và ghi lại tất cả những điều đó vào trong tập của mình. Are you ready? Okay, let's go. Chúng ta sẽ qua phần đầu tiên, đó là cách gọi tên nhân vật trong ảnh. Thì không phải là mình sẽ gọi người này là John hay người này là Mary. Các em hãy nhìn vào bức hình này thì các em sẽ gọi được như thế nào đây? Các em có thể gọi là the man in picture hoặc là the man who is wearing a striped shirt over a white sweatshirt. Okay. Thì mình có cái sweatshirt là áo thun tay dài đúng không? White sweatshirt là áo thun dài màu trắng. A striped shirt, shirt là áo sơ mi và striped là kẻ sọc. The man who is wearing a striped shirt over a white sweatshirt là cái người đàn ông mà mặc áo sơ mi sọc cùng với cái áo thun màu trắng. Mình gọi đơn giản là the man in picture, hoặc mình có thể gọi là the man who is wearing a striped shirt over a white sweatshirt. Còn trong hình B thì các em sẽ hay gọi là the two girls in picture B. Picture B, not picture A. Hoặc là các em sẽ nói là the two girls wearing graduation costume. Thì mình có graduation costume là trang phục lễ tốt nghiệp. Còn hình C thì mình có là the girl in picture C. Hoặc chúng ta có nói là the girl who is in the classroom. The girl who is in the classroom. Bạn nữ đang ngồi trong lớp. Như vậy, thay vì các em thăng vân không biết gọi như thế nào thì các em sẽ là the man in picture A, the two girls in picture B và the girl in picture C, là cái đó mình đang nói về dựa vào hình ảnh. Còn dựa vào trang phục thì mình là the two girls who wear the graduation costumes, hoặc là the man who is wearing a striped shirt over a white sweatshirt, hoặc là mình có thể dựa vào location của họ, về vị trí của họ, mình là the girl who is sitting in the classroom. Nghe ha. Thì cái phần mà các em phải nhìn vào hình A, hình B, hình C thì các em sẽ đoán thôi cái cảm xúc của họ là như thế nào. Thì phần này thầy sẽ không hướng dẫn các em sẽ suy nghĩ thử, thì vào lớp sẽ thảo luận trong lớp thì nó sẽ soi nổi hơn, được chưa? Nhưng ở phần cuối video này thầy sẽ cung cấp cho các em từ vựng nói về cảm xúc, thì các em có thể sử dụng những từ vựng đó để miêu tả những bức ảnh này. Ok, why are they feeling that way? Tại sao họ lại có cái cảm xúc như vậy? Thì cái người đầu tiên mà đó là he has no one to talk to, or he feels isolated, or he feels alone. He has nothing to do. Ok, đó là ba lý do hay gợi ý cho các em nha. Học từ feels isolated là cảm thấy bị cô độc. How about the two girls in the picture B? Ok, so because they are graduating today, hôm nay họ tốt nghiệp. They are taking photos with their best friends in graduation ceremony. Họ chụp hình với cái người bạn thân của họ trong lễ tốt nghiệp. On picture C, she doesn't understand a lesson. Or she is unable to solve a math rough exercise. Là không thể nào giải được một bài toán. Cho nên cô ta có cảm xúc như vậy. Ok ha. Như vậy thầy mới vừa chỉ cho các em cái cách để các em có thể gọi một nhân vật trong một cái bức ảnh, và chỉ cho em một vài lý do các em có thể sử dụng những từ ngữ như là graduate, động từ graduate, take photos, hoặc là graduation ceremony, hoặc là understand a lesson, so math exercise is unable to,
feels isolated or has nothing to do. Thì đó là những từ các em có thể nói vì lý do. Chúng ta sẽ đi qua cái phần bài học cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là attitude to describe feelings. Ở phần này thầy sẽ cung cấp cho các em những cái từ vựng miêu tả cảm xúc của con người, và đó cũng là trọng tâm của bài học luôn. Look at the first picture. So I said that he is very anxious. Anxious. Nhìn vào cái phiên âm này cho là âm ngờ. Anxious. Anxious là bất an. Nói bất an. Vậy từ anxious nó sẽ đồng nghĩa với từ worry and nervous. Nói rất lo lắng và căng thẳng. In the second picture, thì mình nhìn vào đây mình thấy một người như thế nào? Đang bứt tóc và cúi gầm đầu xuống, đúng không? Có thể là cảm giác rất là ashamed. Chú ý cái âm đờ phía cuối mình đọc là ashamed. Okay. Vì một người mà ashamed là feeling guilty or embarrassed about something you have done or about a quality in your character. Feeling guilty or embarrassed, cảm giác có tội hoặc là cảm giác rất là xấu hổ về một cái điều gì đó mà em đã làm. Thì cái đó gọi là ashamed, à, cảm thấy xấu hổ. Thứ ba, đây chắc chắn là cảm thấy rất nhàm chán. Thì mình có cái từ là bored. Bored. Đây là âm O hai chấm kéo dài ra. Bored. Okay. Feeling unhappy because something is not interesting or because you have nothing to do. Các bạn này đang ngồi làm bài nè, nhưng mà không thích làm bài nên cảm thấy rất là bored. She feels very bored. Cảm thấy rất nhàm chán. Nhàm chán là feeling unhappy because nothing interesting. Anh này, cái người đàn ông này, the man looks so confused. Right? Ok, có dấu chấm hỏi. Đây là confused. Cảm thấy rất bối rối. Nghĩa là unable to think clearly or to understand something. Unable to think clearly có nghĩa là confused. Cảm thấy bối rối. Ồ, nhìn người đàn ông này rất đáng sợ đúng không? Rất là angry. Ok. Nhưng mình gọi là he's cross. He angry. À, rất là giận dữ. Đó là nói một cách khác đồng nghĩa là từ cross. To angry, to annoyed. Ok. Người đàn ông này, yeah, không phải người đàn ông mà một người phụ nữ. Trong cô ta như thế nào? How does she feel? Ok. She's very happy. Ok. Nhưng mà nếu nói từ happy thì phèn quá. Mình thấy là delighted. She's very delighted. Chú ý, âm ED nghe nhớ là she's very delighted. Cô ấy rất là vui sướng. Vậy cái từ delighted nó sẽ bằng nghĩa với từ là pleased. Pleased. Tiếp theo. Đây, cô này, cô bạn này, cô bị điểm C là điểm thấp á. Cho nên cô sẽ như thế nào? Disappointed. Ok, cảm thấy thất vọng. Vậy cái cảm giác disappointed đó chính là unhappy because someone or something has not as good as you have expected. Or because something that happened. Vậy disappointed đó chính là unhappy, not as good as you have. Mình không vui vì một thứ gì đó không giống như mình mong đợi. Còn bạn này thì như thế nào? Lấy ta, she used her hand to cover her face. So it just seems that she is very embarrassed. Yeah, she is very embarrassed. Ok, vậy mình có từ embarrassed là xấu hổ. Feeling ashamed, shy. À. Nhìn xem nào, đây có phải là một cảm giác ganh tị hay không? Ok ha, người ta có couple hoặc mình đứng một mình, cảm giác ganh tị. Thì ganh tị tiếng Anh mình sẽ gọi là envious, cảm giác ganh tị. Envious is when you wish something that you another person had but you don't have. Okay, so you wish. Mình ganh tị là mình ước thứ mà người khác có, mình không có. Yeah. Còn hãy nhìn vào người đàn ông này, mình nhìn thật kỹ xem, thì mình cảm giác mình có thể cảm thông, có nghĩa là người đàn ông này rất là scared. Maybe he's scared. Rất là sợ hãi. À, vậy bằng nghĩa với từ scared. Đó chính là từ frightened. Ok, mình nhìn vào đây à. Frightened. Cảm giác rất là hoảng sợ. À, vậy frightened. Đó chính là scared. Hoặc là feeling fear or worry. Cảm giác rất là sợ hãi. Nhìn rất là tội nghiệp ha. Đây là mình nè. Khi mình làm kiểm tra mình được điểm cao. Yay, I am Superman. So I say he's very proud. Đ, nhớ có đ nha. Proud, satisfied. Yeah.
feeling pleasure and satisfaction because you or people connected with you have done or got something good. Cảm giác rất vui và rất mãn nguyện. Mình có từ satisfaction là mãn nguyện. Tiếp tục nào. Mình nhìn hai người này xem. Có thể là họ đang đổ mồ hôi nè. Hãy nhìn vào gương mặt của họ là họ cảm giác rất nhẹ nhõm vì một điều gì đó xui rủi cuối cùng cũng đã trải qua. Thì mình gọi đó chính là relieved. Relieved. Kéo dài mi ra nha. Relieved. Cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy cảm thấy relieved. Định nghĩa tiếng Anh đó chính là happy that something unpleasant has not happened or has ended. Vui vì một thứ gì đó khó chịu đã không xảy ra hoặc là nó đã chấm dứt. Đấy. Và chúng ta đi tới cái hình cuối cùng. Mình hãy nhìn vào hai gương mặt này xem nào. Họ rất là shocked. They are very shocked. They are, shocked. Và là they are very surprised. I'm so shocked. I'm so surprised. Tôi rất là bất ngờ. Surprised. Because something unexpected and usually unpleasant has happened. Cảm giác rất bất ngờ vì một cái thứ gì đó bạn không ngờ tới. Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra. Để ha. Như vậy là chúng ta mới vừa cùng nhau học cái phần hướng dẫn chuẩn bị bài 1A, How Do You Feel? Và trong bài học này, thầy đã hướng dẫn cho các em cách miêu tả một cái bức ảnh và hướng dẫn cho các em những cái từ vựng để miêu tả về cảm xúc. Nhưng mục tiêu của bài học này khi các em đi đến lớp là các em sẽ học được cách để miêu tả cảm xúc của một người. Trước khi mình kết thúc bài học thì mình sẽ cùng đọc lại những từ vựng này các em nha. Anxious, ashamed, bored, confused, cross, angry, delighted, disappointed, embarrassed, envious, frightened, proud, relieved, shocked, surprised. Như vậy nha. Chúc các em học tiếng Anh vui vẻ, thư giãn, thoải mái và cũng cùng tiến bộ với thầy Duy Nguyễn. Chúc các em nha.